À, dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Và hôm nay thì em trở lại phía chỗ của em vào chia sẻ cùng với cô chú mình một số cây bonsai để bàn với cô chú anh chị, những cây mini để bàn chơi Tết. Có cúc quý phi, cúc vip, mai quắn, dảo cam, cũng khá là nhiều loại luôn ạ. Có cúc vạn phúc nữa hết cô chú anh chị. Kính mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho em vào ạ. Rồi, chị xin chào em vào ơi. Dạ, em chào chị với cô chú và anh chị các bạn. Thì hôm nay tiếp tục trở lại kênh thì em cũng xin giao lưu mình một số cặp cây mini để mình để bàn chơi Tết 2023 với chú, với một số cây mai lớn. Rồi, mã số 1 của cô chú. Mã số 1 là một cặp dảo cam và một cặp hoa hồng thanh tú. Thì một cặp được hai giống với cô chú anh chị, dảo cam với lại cúc hoa hồng thanh tú. Và cây hoa hồng thanh tú K32, cây dảo cam K34 của chú. Dạ. Cây được xử lý rễ hết trơn cô chú anh chị, hoành thì cũng cỡ khoảng 4 năm hết cô chú anh chị ha. Rồi cây cúc hoa hồng này đều có nốt nụ luôn nha cô chú anh chị. Bên đây dảo cam cũng đang ôm nốt nụ luôn ha. Cái này thì con ship sẽ ship cái chậu mũ đỏ này cho mình luôn á chú, thì mình chơi thôi. Rồi mình giao lưu giá bao nhiêu đây em ha? Rồi mã số 1 này thì con xin giao lưu giá là 300, bao ship luôn quý chú. Dạ rồi, 300.000. Và tiếp theo mã số 2 quý chú. Mã số 2 là một cặp quý phi. Dạ, một cặp cúc quý phi nha cô chú anh chị, một mà em lùng với lại một em cao ha. Dạ, cây bên đây là cao 21. Còn cây bên đây cao 40. Rồi, quý phi này cũng có nốt nụ kim luôn rồi cô chú anh chị nha. Cây thì đã được xử lý rễ hết trơn nha cô chú anh chị, liền cốt luôn ha. Rồi, quá trời nốt nụ luôn đó cô chú anh chị. Rồi, giá giao lưu bao nhiêu đi? Dạ rồi, mã số 2 này thì con xin giao lưu giá là 320.000, bao ship mình luôn. Dạ, 320. Mã số 3 quý chú. Mã số 3 là một cây hoàng quyết long và một cây quý phi. Và cây hoàng quyết long là cao 35. Cây quý phi cao 50 quý chú. Cây nút nụ đều cho mình luôn. Cốt rất là to. Rồi, cây cốt quý phi hết cô chú chị. Bông quý phi là bông chùm mà nụ kẹo luôn ha. Cây này nguyên một cái củ đế lớn luôn á cô chú anh chị. Liền cốt không ạ. Cây này cũng có đế đâu nha cô chú. Bên đây cây hoàng quyết long nụ kẹo luôn ha. Dạ. Này. Dạ rồi, mã số 4 này, mã số 3 này con xin giao lưu giá là 450.000. Dạ, một cặp 450, mình được hai giống nha cô chú anh chị. Này mã số 3 nha cô chú. Theo mã số 4 của chú. Mã số 4 là một cây quý phi và một cây hoàng quyết long. Dạ. Quý phi với hoàng quyết long một cây dáng ba với một cây trực lắc đó cô chú anh chị. Dạ, cây quý phi cao 36. Tán của nó được 48 của chú. Còn cây hoàng quyết long là cao 34. Đây con quay một vòng mình luôn. Dạ, cúc quý phi này nút nụ là ngon lành luôn rồi cô chú anh chị nha. Cái cốt nó lớn rồi nha cô chú. Đó, cái cốt bự quần ngón tay cái hơn ha, hoành thân 78 á cô chú. Còn bên đây cũng liền cốt luôn. Cúc quý phi. Cây này dáng mai mai mà nút nụ quá trời luôn nha cô chú anh chị. Vậy rồi, mã số 4 này thì con xin giao lưu giá là 500, bao ship luôn quý chú. Dạ, 500 nha quý cô chú ha. Mã số tiếp 5. Theo là mã số 5. Số 5. Mã số 5 một cây thọ hương quý chú. Cây này thì con đã vô xe xin sửa cho mình rồi nè. Và cây cao là 41. Tàn ngang của mình được 46. Còn cái tàn bay của mình được 58. Dạ, có nút nụ hết trơn rồi cô chú anh chị, lá tháng này lá nó già hết cô chú ha. Cái này hoành đây 12, tính 10 hả quý chú, tại dính tầm như nhau. Cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Cây này mình ép 2 bo, đế có đế đâu ha. À, mình để trong một cái chậu rất là dễ thương hết cô chú, mình để bàn làm việc cũng được ha. Có cái dĩa không có bị nước chảy xuống hết cô chú. Rồi, mình giao lưu giá. Vậy rồi, mã số 5 này thì con xin giao lưu giá 500, một cây cúc thọ hương quý chú. Rồi. Và tiếp theo mã số 6 quý chú. Mã số 6 là một cây hoàng quyết long. Rồi, một em hoàng quyết long. Và cây cao là 39. Tàn ngang của mình được 43 quý chú. Nụ là kẹo nụ luôn cô chú chị ha. Tai chi đều hóa đạo ghép được 3 bo già nha quý cô chú anh chị. Đây, cây này con đâu hoành luôn cho mình. Hoành được 9 rưỡi quý chú.
Dạ, quên một xíu rưỡi. Cái này thì con sẽ xếp chậu cho mình luôn nữa biết chưa. Dạ. Dạ rồi, cái mã số 6 con xin cho lưu giá là 450 ngàn. Dạ, 450 nha cô chú anh chị ha. Có ăn cây chơi Tết rất là dễ thương luôn à. Dạ, tiếp theo mã số 7 quý chú. Mã số 7 là một cây cúc 36. Dạ, cúc 36 dáng bay bay luôn quý cô chú anh chị nha. Dạ, chiều cao là 36, tàn bay có nữa được 59. Dạ, quá trời nút nụ luôn cô chú anh chị. Nụ là chùm chùm luôn ha. Cái hoành ở đây là 11 rưỡi, 90 quý chú. Dạ, tài chính cộng như nhau. Dạ, một bo thôi cô chú anh chị. Một bo rồi cốt có lớn hết ha. Nụ kèo luôn quý chú. Nụ là kích dịch luôn á cô chú anh chị. Rồi mình Zalo giá. Rồi cái mã số 7 này con xin Zalo giá là 750 ngàn. Dạ, 750. Cây rất là đẹp. Dạ, tiếp theo mã số 8 quý chú. Mã số 8 là một cây mai thừa xoắn. Cây này rất là khích luôn. Dạ, mai xoắn ghép với mai phôi mai vàng cô chú anh chị. Dạ, cây cao là 43, tài ngang của mình được 42. Nút nụ là có nút nụ á cô chú anh chị nha. Dạ rồi, đây cái để em đâu à? Bán cây nhỏ với cây quên cho bự. Dạ, hoành 18 quý chú. Dạ, cây này có đế nở cô chú anh chị nha. Rồi, một cây mai giả tự sáng. Mình giao lưu giá bao nhiêu đây? Cây mã 8 này con xin giao lưu giá là 750 ngàn. Bao ship mình luôn quý chú. Dạ, 750. 9 quý chú. Mã số 9 là một cây cúc VIP. Dạ, một cây cúc VIP. Cây này cũng đã vô dây. Cây này dáng siêu siêu. Dạ, cây cao là 66. Nút nụ là quá trời luôn nha. Tài ngang của mình được 74. Cái hoành được 21 quý chú. Dạ, hoành được 21. Đế cũng có đế luôn nha cô chú nha. Rồi, cây này thì mình ghép già mùa luôn hả? 3 bơ mà trột ghép bự bằng ngón tay cái với em luôn nha. Mình giao lưu giá bao nhiêu? Dạ rồi, cây mã số 9 một cây cúc VIP con xin giao lưu giá 1,2 triệu, bao ship luôn quý chú. Dạ. Cây này bó bầu ship cho mình. Giờ tiếp theo mã số 10 quý chú. Mã số 10 là một cây cúc Thọ Hương. Dạ, vô mấy cái chậu gì dễ thương lắm quý cô chú chị ha. Dạ, cây cao là 40, tàn ngang của mình được 48. Dạ, cây này để giống như dáng thú nằm thôi cô chú chị. Cái hoành được 12 quý chú. Là mình biết được 3 ra 4 ba. Này cây rất là dễ cưng cho mình luôn. Có nụ hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Đó, nguyên một chùm nụ luôn ha. Rồi mình giao lưu giá. Dạ rồi, rồi cái mã số 10 này con xin giao lưu giá là 500, bao ship luôn quý chú. Dạ rồi, 500 ngàn. Dạ, tiếp theo mã 11 quý chú. Mã số 11. Mã 11 là một cây thảo ly. Rồi, cúc thảo ly nha cô chú anh chị. Dán chơi bonsai mình để bàn ngon lành nha cô chú anh chị, để đâu bằng khách ha. Và cây cam là 69, tàn ngang của mình được 84. Rồi, lúc nụ là no tròn nha cô chú anh chị. Cái hoành em đo vị trí này là được 17. Rồi, mình đừng bị yếu một chút. Rồi, để này đi, quá quá lắm nha cô chú anh chị ha. Quý chú này chưa thấy mặt bông thảo ly, cứ kết bạn Zalo con gửi mặt bông cho mình quý chú. Dạ, cây này ghép già mùa luôn rồi với cô chú anh chị. Dạ rồi, cây thảo ly mã số 11 này con xin Zalo giá 1,7 triệu, bao ship luôn quý chú. Rồi, 1,7 triệu. Mã số 12. 12. 12 là một cây giảo cam quý chú. Dạ, một cây giảo cam há tàn phơm tàn thông dáng trực đế lơm nha cô chú anh chị. Dạ, cây cao là 102, tàn ngang của mình được 75. Cái hoành câu đo nghe vị trí này được 20. Dạ, hoành được 20. Cây giáo cam này ghép già lắm rồi với cô chú anh chị. Mình ghép được 4 bo luôn ha. Cây rất đẹp. Nút nụ là sai nụ luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng già mùa hết cô chú anh chị nha. Rồi mình Zalo. Dạ rồi. Cái 12 này thì con xin Zalo giá 1,8 triệu, bao ship mình luôn quý chú. Dạ, 1,8 triệu. Mã số 13 quý chú. Mã số 13 là một cây cúc 7 tầng.
Dạ, cúc 7 tầng. Cây này mình lấy bo được nhiều lắm luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây cao là 86. Tài ngang của mình được 76 cô chú. Cây này con đã vô đây chỉnh sửa cho mình hết rồi. Nút nụ là quá trời luôn cô chú anh chị ha. Cúc 7 tầng còn gọi là cúc tiên ong nha quý cô chú. Cây này hàng già mùa mình ghép được 3 bo luôn ạ. Đế có đế luôn cô chú anh chị nha. Cái hoành em đo vị trí này được 18 quý chú. Hoành được 18. Rồi, cái này về chơi Tết xong cô chú anh chị mình lấy bo đen giống được nhiều lắm luôn ha. Được rồi. Cái mã số 13 này thì con xin giao lưu giá 1.700.000 bao ship luôn quý chú. Rồi, 1.700.000. 1.700.000. Đây cũng là cây cuối clip rồi. Con cũng chân thành cảm ơn quý chú anh chị và các bạn ủng hộ và theo dõi con clip vừa qua. Hẹn mình ở cái clip sau ạ. Dạ, em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ.